Xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hôm nay thì Sơn đang có mặt ở cái chợ phiên thuộc Cái Lai Châu các bạn. Đây là chợ phiên San Thèng, San Thèng của thuộc tỉnh Lai Châu, thành phố Lai Châu các bạn ạ. Thì trong cái chợ phiên ở Lai Châu này nó có những cái gì đặc biệt, có những cái gì hay thì hôm nay Sơn sẽ ghi hình và truyền tải lên kênh để giới thiệu đến cho tất cả quý khán giả cũng như là các bạn thân quen của Sơn nhé. Bây giờ thì Sơn sẽ đi vào bên trong chợ để khám phá và tìm hiểu xong là chợ phiên ngày hôm nay ở trên này nó có những cái điều gì đặc biệt nhá. Mời các bạn theo chân Sơn đi bên trong nhá. Cái chợ phiên này thì theo như Sơn thấy thì nó cũng như bao cái chợ phiên khác thôi các bạn ạ. Ở bên Hà Giang cũng như là bên Lào Cai ấy, thì Sơn quan sát thấy là trong cái chợ phiên này nó cũng như có đầy đủ những cái mặt hàng cũng như là những cái sản phẩm thiết yếu mà người đồng bào mỗi khi đến cái chợ phiên người ta đem ra chợ này để bán các bạn ạ. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong một xíu nữa các bạn nhé. Bởi vì là ở đây phiên chợ nó cũng khá là đông ấy. Thì mình sẽ vào bên trong một tí nữa. Các bạn ơi, thì theo như Sơn thấy thì ở trên đồng bào, ở trên vùng cao này thì người ta cũng có rất nhiều những cái món đồ rừng. Ví dụ như là đây, như các bạn xem đây chính là cái cây sâm quy đấy các bạn này. Cái này là sâm quy thì người đồng bào người ta cũng lấy ở trên rừng về thôi. Và đến cái buổi chợ phiên thì người ta sẽ đem ra chợ để bán. Đấy. Cô ơi, như cái sâm quy này thì là cô bán theo củ hay là bán theo cân? À, như cái này là cô bán bao nhiêu tiền một cân? 40.000 một cân thôi. Cái này dùng để ngâm rượu cô nhỉ? Vâng. Đấy, ở trên này thì người ta bán cái cây sâm quy như thế này là bằng 40.000 một cân thôi ạ. Ở trên này nói chung là về đồng rừng thì nó có rất là nhiều những cái đồ hay các bạn. Thôi cháu cảm ơn cô nhá. Bây giờ để mình đi xem là có thêm những cái món hàng gì nó đặc biệt hay hơn nữa để truyền tải lên cho các bạn xem nhá. Cảm ơn cô ạ. Tại bây giờ Sơn thì lại đang đi xuống cái khu vực bán về con giống các bạn ạ. Ở đây chủ yếu là lợn bản, lợn đen. Lợn bản, lợn đen đây như các bạn quan sát thấy cũng rất là nhiều lợn bản, lợn đen thì một phần thì cũng là của người dân, người ta đem ra đây bán. Và một phần thì cũng là của các thương lái mà người ta đem ra những cái phiên chợ này để người ta bán và người ta giao dịch trong những cái buổi chợ phiên như thế này các bạn ạ. Cái bên sau Sơn đây thì Sơn quan sát thấy là kiểu như là cái khu vực để người ta bán những cái đồ hàng ăn đấy các bạn ạ. Thì chắc là bây giờ Sơn sẽ vào bên trong này, sang bên này và xem là ở cái chợ phiên này nó sẽ có những cái món ăn gì nó đặc biệt, nó khác hơn so với những cái chợ phiên khác ở các tỉnh khác không các bạn nhé. Thì ở Lai Châu này thì nó cũng có rất là nhiều những cái món ăn nó đặc biệt, nó khác lạ so với ví dụ như là Lào Cai và Hà Giang các bạn ạ. Bây giờ thì Sơn sẽ sang bên trong các bạn nhé. Ở cái khu vực bên hàng ăn của phiên chợ San Thàng này thì Sơn cũng quan sát thấy là ở bên này là người ta cũng bán rất là nhiều cái đồ ăn. Ví dụ như là những cái món thắng cố mà ở phiên chợ Bắc Hà là cũng rất là nhiều đấy. Với lại nữa là cũng có khá là nhiều món. Nhưng mà tại vì bây giờ thì nó cũng là buổi trưa rồi ấy, cho nên là người dân người ta cũng không còn đông đúc nữa. Người ta cũng không còn đi ăn ở đây nhiều nữa các bạn. Nhưng mà chắc là Sơn sẽ đi sang phía bên kia nhá. Đấy, như các bạn xem ở phía bên kia kìa. Thì nó cũng nhìn có vẻ nó khá là sầm uất. Ở phía bên kia đã khá là sầm uất. Thì bây giờ Sơn sẽ sang bên đấy và xem là có cái món ăn gì đặc biệt. Thì Sơn sẽ thử ăn và thử thưởng thức xem là những cái món ăn đấy nó có cái gì hay các bạn nhé. Đây các bạn ơi, khu vực hàng ăn, hàng phở. Nhà mình đang bán phở cô? Nhà mình bán hàng phở à?
Ờ, được rồi. Bây giờ thì em sẽ quay một lát bên này xong rồi em quay lại ăn phở nhà mình nhá. À, đây là một số những du khách người ta đi chơi chợ, cũng như là một số người đồng bào dân bản ở đây thì họ cũng đi chợ và ra đây sẽ thưởng thức những cái món ăn, những cái món ăn phở. Và một có cái điều đặc biệt mà Sơn vẫn thường nói trên các video là người đồng bào khi người ta đi chợ phiên là người ta đều thưởng thức những cái món phở các bạn ạ. Có nghĩa là khi đi chợ là người ta rất thích ăn món phở. Đấy là một cái điều đặc biệt của người đồng bào, thường thường là như vậy. Mình thấy thì trong cái chợ phiên này á, cái khuôn viên ở cái khu hàng ăn thì có vẻ là rất là sạch sẽ và lịch sự hơn so với các cái chợ khác. Đấy, ví dụ như là mấy cái khu chợ chợ Simacai ấy. Chợ Simacai thì Sơn thấy nó không được đầy đủ bàn ghế và thoáng mát như ở cái chợ này đâu các bạn ạ. Còn chắc bây giờ thì anh em mình sẽ qua đây để thử ăn món phở ở bên chợ Săn Thàng Lai Châu này em như là các bạn nhá. Tất cả các cái phiên chợ ở vùng cao thì người đồng bào người ta vẫn đều bán tất cả những cái mặt hàng như là hạt dổi, ớt này, rồi hạt tê đấy các bạn. Đây này, như cái hạt này người đồng bào người ta gọi hạt tê này. Hạt tê là hạt tiêu đấy các bạn ạ. Đấy, gọi là tiêu rừng ấy. Còn đây bên này là kiểu ớt bột, rồi thì ớt khô, các thứ. Trước mặt các bạn đây là, các bạn có biết là cái món gì không? Đây chính là cái củ ngọc cẩu các bạn. Ngọc cẩu cái này thì người đồng bào người ta cũng lấy ở trên rừng về để đem ra chợ bán cho các du khách và cũng như là người dân đây. Họ mua về để ngâm rượu các bạn ạ. Tới khu vực ở bên này thì Sơn quan sát thấy là người dân họ có rất là nhiều những cái con chim lạ. Kiểu như chim người ta bắt bẫy, kiểu bẫy và bắt ở trên rừng được về và sau đó là người ta nuôi thuần. Đến khi những cái buổi chợ phiên như thế này thì người ta sẽ đem ra chợ để bán và giao đổi, giao dịch. Đây như các bạn xem này, đây Sơn quan sát thấy là có một chú chim kiểu như là trào mào ấy. Đây con trào mào đúng không em? Con trào mào này là trào mào gì em nhỉ? Trào màu xanh. Trào màu xanh à? Thế như con trào màu xanh này thì bán là bao nhiêu tiền một con này em? 200 thôi á? Thế con này nó có hot như con trào màu bình thường kia không? Có anh ạ. Nó cũng hot như con trào màu bình thường kia à? Con này nó em nuôi nó thuần nâu chưa? Thuần rồi anh. Thuần rồi đúng không? Thế như con trào màu má đỏ trong kia thì như con này này bán bao nhiêu tiền? Khoảng 400 à? Con này cũng thuần lồng hết rồi đúng không? Ở đây chủ yếu là vẫn là trào màu thôi đúng không? Kia còn có con chòe than nữa kìa. Đấy, cũng rất là nhiều. Mi ở bên này không thấy có nhiều. Mi bên Hà Giang rất là nhiều. Một bạn sai có một con gà rừng nữa. Ê, con này là bẫy về xong rồi nuôi rồi hay là gà là lai đấy? Bẫy về nuôi á? À? Xong nuôi lâu rồi đúng không? Chưa, con này nuôi lâu rồi, lai chứ, con này nhìn giống lai thôi. Đây mình có thể gọi là khu vực chợ chim được các bạn ạ. Nhưng mà cái khu vực này thì nó không nhiều những loại chim như cái ở bên Hà Giang. Ở bên Hà Giang thì đông hơn. Đây trong này là khu vực gửi xe à? Để xe trong này luôn. Đấy ngũ sắc này là bán bao tiền một con em trai? 120 một con á. À, đây là thuần cám hết rồi đúng không? Cám hết rồi. Hot hết các thứ gì ngon lành chưa? Nhưng mà bây giờ anh đem về xa quá nhờ thì lại không ấy. Ở khu vực bên này thì vẫn chủ yếu là người đồng bào dân tộc Mông các bạn nhá. Đây như các bạn xem đây, đào như thế này, đây này, đào rất là ngon. Mà người đồng bào đây họ bán chỉ có 20 đến 30k 1kg đấy các bạn này. Đào này là ngọt đúng không ạ chú nhỉ? Đào ngọt mà cái đào này thì nó đang ra bị trái vụ à hay là... Này là có nghĩa là nó vẫn là đào ta bình thường hay là... Đào ta bình thường. Đào ta nó khác. Đào ta thì nó khác nhưng mà đào dự án. À. Nhưng mà cái này thì nó ra trái vụ. Nó không như là như những cái đào kia là nó phải mấy tháng nữa nó mới có mà. Còn bây giờ thì
Như cái này nhà mình trồng luôn hả chú? Nhà mình nhà nước hỗ trợ giống. Nhà nước hỗ trợ giống xong rồi này đúng không? Thế bây giờ chú, cái này là chú vừa bảo bao tiền cân nhỉ? Cái quả to như này là 30.000, quả quả bé quả vườn này là 20.000, à. Như này là 10.000 thôi. Đấy, chú cho cháu 1 cân cái quả to này đi. Nhá. Vâng. À, bây giờ mình sẽ mua 1 cân đào này để bỏ lên xe xong rồi lát để lên khu vực hội lễ hội té nước của người dân tộc Lào để quay ở trên đó và ăn các bạn ạ. Mình cảm giác thì đào rất là ngon rồi. Cảm giác rất là ngon đấy, như các bạn nhìn quả đào nhìn có vẻ hấp dẫn đúng không? Nhìn nó ngon đấy. Mình chưa ăn thử đâu, cứ mua đã. Rồi đặt lên cân đi, đấy. Được 1 cân chưa? Thêm quả nhỏ nhỏ nữa thôi. Rồi, ok rồi. Đây Thành ơi, tiền đây. Thì chắc là Sơn cũng chỉ ghi hình qua và làm một cái clip ngắn như vậy để truyền tải lên kênh cho quý vị khán giả cũng như là cho tất cả các bạn trên khắp mọi miền đất nước được biết đến là cái chợ phiên săn thàng của Lai Châu này nó cũng chỉ có đơn giản là như vậy thôi các bạn nhé. Còn bây giờ thì chắc là Sơn xin phép được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.